vô đây cái chỗ đậu xe nè mọi người. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh của Trang Bắp nha. Cũng lâu rồi Trang chưa có làm cái video mới. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời luôn. Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết thì cũng rất là đẹp. Bữa giờ thì cũng hơi nóng, cũng khoảng 40 mấy độ, nhưng mà hôm nay có khoảng 30 độ thôi nên rất là mát. Hai vợ chồng đi lên cái chỗ này rất rất là đẹp. Ở đây thì xung quanh Trang nè mọi người thấy không? Cây cỏ vườn rất là đẹp. Ở đây là cái quán cà phê nhưng mà rất là lớn. Ở đây nó cho mình ở luôn. Nó có mấy cái phòng mà để mình book, nó mình muốn ở lại á. Ở đây thì người ta cũng có nhiều người book chỗ này để chụp hình đám cưới á. Ở đây nó có mini golf nữa nên rất vui. Nếu mà mọi người tới đây thì có thể dẫn gia đình đi chơi mini golf, hay là mình tới đây mình ăn uống cà phê cũng vui. Ở đây thì nó sẽ có hai chỗ để cho mình ngồi. Một là mình ngồi ở ngoài sân, ngoài vườn, hai là mình có thể ngồi bên trong. Nhưng mà tới đây cảnh đẹp quá, ngồi bên trong làm gì mà trời thì cũng rất là mát. Nên thôi ngồi ở ngoài đi ha. Bây giờ Trang đang trên đường đi tới cái chỗ quán cà phê của nó nè mọi người. Chơi mini golf nè mọi người. Thôi Trang với chồng Trang mới ăn lunch xong. Cũng ngon, đồ ăn ở đây cũng rất là rẻ. Hai chồng ăn fish and chips. giờ hai vợ chồng đi xuống dưới đây coi vườn, cảnh rất là đẹp luôn. You wanna go down there and then we come back up? Yeah. Wow, look at the small roses. Coi nè mọi người. Nhỏ xíu rồi, dễ thương chưa? Wow. Đây bông hồng không à, vườn bông rất là đẹp. Cái này cũng bông hồng luôn nè. Đây bông hồng nè. Tới mùa giấc nó nở rộn ràng. Nở rộn ràng. Có cái này với cái mẹ. Tới mùa đông á, người ta đem mấy cái đồ tới đây picnic là mọi người. Ở đây có nhiều chỗ chụp hình lắm nha mọi người, rất là đẹp. This is water here. I'm gonna go and eat all entire food and see what happens. Okay. Oh,
Đứng đó chụp cũng đẹp lắm á. Đẹp quá ha. Ở đây nè. Ở đây vườn rất là đẹp nha mọi người. Oh, this is sun. Same one like Rita. We got a lot of flowers. Đi lên đây, I like this. Mấy cây này trồng sao ta? Nó là tới mùa á, bông nó rủ rủ rất đẹp luôn á. Trên đây rất là mát luôn. Ở đây mọi người chụp hình thoải mái tại trên đây không có ai hết. Bây giờ tôi thấy một hai người lên đây chụp hình thôi à. Đi tới đây mọi người nhớ đội nón nha, tại nó hơi nắng á. Ở trên đây nó có hai cái restaurant, một cái ở bên trong nhà, một cái ở ngoài. Thì cái bên trong mọi người có thể book nó trước, nhiều lúc lỡ mình lên á nó không có chỗ ngồi, nhưng mà thấy ở đây có nhiều chỗ ngồi lắm. Wow, it's a hot shape. Hình trái tim kìa, đẹp chưa? Làm này chắc cũng khó lắm á. Này mọi người dẫn người yêu chở hay chồng lên đây nè, chụp hình đẹp lắm luôn. Ở đây có rất là nhiều chỗ chụp hình á. Okay, cảm ơn mọi người đã xem video của Trang hôm nay nha. Nếu mọi người thích xem thêm về cuộc sống của Úc và những cái video tiếp theo của Trang thì mọi người nhớ đăng ký kênh, bật thông báo để xem những cái video tiếp theo nha. Okay, cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.